Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường bánh trung thu ngày càng khắt khe bởi ý thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao, cùng sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Chính vì vậy, bên cạnh các nhãn hiệu lớn đã khẳng định được uy tín và thương hiệu, các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống cũng tham gia thị trường làm cho sự cạnh tranh này ngày càng khốc liệt. Việc chú trọng đầu tư cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, đặc biệt là đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm được đưa lên hàng đầu. Chất lượng mặt hàng bánh trung thu vẫn đang là nỗi lo lớn nhất của người tiêu dùng. Vì vậy, vào thời điểm này, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đang tăng cường chỉ đạo các đội quản lý thị trường, phối hợp với các ngành liên quan, tập trung kiểm tra, kiểm soát các khu vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, các siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh bánh kẹo. Thực hiện cái công văn số 1153 của Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nam đã triển khai thành lập 3 đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua cái công tác kiểm tra kiểm soát, về cơ bản là trên thị trường chủ yếu là các cái loại mà đã có thương hiệu ở cái thị trường trong nước, ví dụ như là Hữu Nghị, Tràng An, BBK. Bên cạnh các loại bánh trung thu có thương hiệu của các hãng sản xuất nổi tiếng trong và ngoài nước, năm nay, bánh trung thu được sản xuất theo phương thức truyền thống vẫn được người tiêu dùng lựa chọn, tin dùng bởi các cơ sở sản xuất đã có cam kết rõ ràng về an toàn thực phẩm, giá cả phải chăng, mẫu mã được trang trí đẹp, bắt mắt. Chúng tôi đã có lựa chọn ra những nghệ nhân làm bánh lâu năm của Hạ Thành với kinh nghiệm của những nghệ nhân kết hợp với những nguồn nguyên liệu và những chiếc nhân độc đáo tạo nên một cái nét riêng. Kết hợp với những thiết kế sang trọng để trở thành một món quà tặng có ý nghĩa cho người thân và đối tác. Trung thu là dịp mang nhiều ý nghĩa với người Việt, là ngày trẻ nhỏ vui vầy, trông trăng, phá cỗ. Mọi người hội ngộ, chia sẻ cùng gia đình, người thân, các doanh nghiệp tri ân tới khách hàng của mình. Do đó, các đơn vị sản xuất bánh trung thu truyền thống đã xây dựng chính sách giá hợp lý với nhiều khoảng giá để phù hợp với người tiêu dùng khác nhau. Đồng thời, với hệ thống phân phối rộng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình đã mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng. Như mọi năm thì tôi nhập cả Kinh Đô này, rồi BK này, rồi các loại hãng của Minh Ý Hà Nội. Nhưng tôi thấy vẫn không chạy bằng cái bánh của Hữu Nghị, bởi vì là người dân Bắc Ninh người ta vẫn thích cái bánh truyền thống. Chị bán hàng Hữu Nghị là được vào 10 năm rồi, nhưng năm nào chị cũng lấy của hàng Hữu Nghị. Vì chị cảm nhận nguồn gốc và xuất xứ thì nó rõ ràng và an toàn thực phẩm. Nguyên liệu để làm nên những chiếc bánh trung thu mang đặc thù nổi trội của thủ đô như thế này là nguyên liệu truyền thống, có nguồn gốc tự nhiên, đặc trưng cho những sản vật của Hà Nội như bột nếp cái hoa vàng, hạt sen Quảng Bá, quất nghi tàm, hoa bưởi diễn, vân vân, đã không chỉ làm nên những chiếc bánh trung thu thơm ngon mà còn giữ được mùi vị đặc trưng của các nguyên liệu. Mỗi chiếc bánh trung thu là sản phẩm, là tâm huyết, tấm lòng của các nghệ nhân, là văn hóa ẩm thực kết tinh trong từng sản phẩm. Chúng tôi vẫn tuân thủ cái chiến lược là giữ gìn hương vị truyền thống. Và chiến lược này chúng tôi đã thực hiện nhiều năm qua. Bên cạnh đó thì cái việc lựa chọn khách hàng, lựa chọn địa điểm và với khung giá hợp lý để cung cấp cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Trong năm nay thì chúng tôi đã chuẩn bị rất là chi tiết ngay từ đầu vụ đối với nguyên liệu sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng đã có công tác dự báo về thị trường để có những kế hoạch đưa ra sản lượng kịp thời. Hiện nay sự du nhập của nhiều loại bánh cũng như các nguyên liệu có nguồn gốc nước ngoài đang dần làm mất đi giá trị truyền thống vốn có của bánh trung thu. Tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất vẫn kiên định với chiến lược đã đề ra. Luôn tự hào là thương hiệu lấy giá trị truyền thống để định vị sự khác biệt. Cho dù xã hội có phát triển và hiện đại tới đâu, thì những giá trị truyền thống vẫn cần được bảo tồn và lưu giữ cho những thế hệ sau.